Dù mới ra sân thi đấu trong trận đấu tại vòng 1 Premier League giữa Tottenham và Newcastle cuối tuần vừa qua, nhưng ngày hôm qua, tiền đạo Son Heung-min đã kịp đáp chuyến bay tới Indonesia để cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN. Không hề tỏ ra mệt mỏi sau một chuyến bay dài và sự thay đổi chóng mặt về khí hậu, tiền đạo 26 tuổi đã ngay lập tức tập luyện cùng các đồng đội. Sở dĩ Son quyết định tham dự ASEAN lần này dù mới vắt kiệt sức tại World Cup 2018 là bởi vì nếu anh cùng Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng tại bộ môn bóng đá nam ở ASEAN lần này, anh sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự vốn kéo dài 2 năm và khi đó tiền đạo này có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho Tottenham, câu lạc bộ mới gia hạn hợp đồng 5 năm với anh cũng như đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.